thì tôi muốn góp ý để cho em tốt hơn và tôi rất rất mừng rằng cho em đã được giải quyết thành công. Xin cảm ơn em. Lần đầu tiên tôi xin chúc mừng phần thi của bạn. Và ngày hôm nay tôi có lời khen cho trang phục của bạn. Đây là bộ trang phục mà tôi cảm thấy thích nhất từ cái vòng ngoài cho đến vòng bây giờ. Nó thực sự rất là bắt mắt trên sân khấu và mang khiến cho bạn nổi lên trên cái sân khấu. Vâng, và tiếp về đến phong cách biểu diễn của bạn thì bạn có một cái phong cách rất là tự tin và lôi cuốn. Giọng hát của bạn cũng rất là tốt và bạn cũng tốt những nốt cao. Xong như thầy luôn nói thì bạn bị học những cái nốt trầm và bạn xuống không tới nốt. Thì thầy thường có góp ý là vấn đề cái phần hơi thở. Vâng, và bạn cần chú ý hơn và cần tập kỹ hơn nữa. Và tôi hy vọng nếu vào vòng thi tiếp theo thì bạn sẽ làm một cái điều bất ngờ hơn đối với tôi cũng như tất cả mọi người. Và xin chúc mừng bạn. Từ ban giám khảo, còn ngay sau đây chúng ta sẽ đến với số điểm từ ban giám khảo. Đây là tôi khá lẹ đấy. Thầy Đức Cường 10 điểm, cô Phương Thảo 10 điểm và thầy